Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Dương phản ánh, gần đây các tiệm vàng ở ngoại ô và địa bàn vùng giáp danh của tỉnh liên tục xảy ra tình trạng bị các đối tượng xấu dùng vàng si, vàng giả để lừa đảo với thủ đoạn rất tinh vi. Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá một đường dây bắt 3 đối tượng chuyên dùng vàng giả để lừa đảo. Thủ đoạn của chúng là dùng vàng vừa mua, sau đó chặt bớt để lại nhãn hiệu, rồi trộn thêm vàng giả vào đem lại cầm cố. Chỉ thì cũng là dây khoan đặt, thì về nó rã cái mạc của này ra của mình nè. Nó lấy cái phần giả cái phần thì ở trên này nè, rồi nó gáp vào bên cái dây của nó. Cái thao tác của nó thì nó trong nghề thợ bạc thì chắc nó làm được, thì chứ nghĩ bên ngoài ta làm không được. Thì đến khi nó lại nó tiệm mình nó cầm trở lại đi, rồi mình cũng có cầm lên mình coi. Thì đầu tiên thì mình phải coi cái mạc của công ty của mình, thứ nhất mình cầm dây lên là mình phải coi cái ký hiệu công ty là đúng. Rồi cái bắt đầu là mình coi xuống tới sợi dây, mình vừa coi tới xuống sợi dây thì nó thấy mình coi sợi dây á, thì nó lại lên tiếng, nó nói là dây em mới mua với chị á, có đơn còn đây này chị coi không. Thì mình cũng trực giác của mình thì mình nhớ là đúng rồi, nó mới mua thì nó nói nó móc quá đơn ra nữa, thì thôi mình cũng không cần coi chi nữa, để mình coi kỹ quá thì cũng phiền khách luôn. Bắt đầu thì mình bỏ lên cầm. Công an tỉnh Bình Dương nhận định đây là chiêu thức lừa đảo mới và rất tinh vi của các đối tượng xấu nhằm vào thị trường vàng, nhất là các tiệm vàng ở vùng ngoại ô, địa bàn giáp danh giữa các tỉnh thành. Chúng tôi xét thấy là tính chất của việc rất là phức tạp, dưới phương thức thủ đoạn mới, đã là phân công lực lượng tập trung để truy xét. Thì trong thời gian ngắn nhất thì chúng tôi đã truy xét và triệt phá bắt giữ được các đối tượng là thực hiện cái hành vi chiếm đoạt bằng dưới thủ đoạn là lừa đảo vàng tại tiệm vàng Kim Mai. Gần đây, 3 đối tượng gồm Lương Văn Phước, sinh năm 1972, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Cao Xuân Tùng, sinh năm 1973, trú tại tỉnh Tây Ninh, và Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1995, ở tỉnh Long An, đã bị đội phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát bắt quả tang khi dùng các mặt dây chuyền lõi đồng mạ vàng, còn gọi là vàng si, đã lừa chót lọt nhiều tiệm vàng ở các xã vùng ven huyện Bến Cát. Ngày 10 tháng 3 tại Hà Nội, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức buổi trình chiếu phim tư liệu và thuyết trình Một ký ức về trận đại địa chấn miền Đông Nhật Bản ngày 11 tháng 3, nhằm kỷ niệm một năm sau thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản. Với tên chủ đề Lòng biết ơn của chúng tôi đối với tình hữu nghị của thế giới, Một ký ức về trận đại địa chấn miền Đông Nhật Bản ngày 11 tháng 3, bộ phim tư liệu đã đưa người xem hình dung lại về cơn địa chấn mạnh 9 độ Richter xảy ra tại bờ biển Thái Bình Dương đã làm rung chuyển vùng Đông Bắc Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011. Trận động đất lớn thứ tư trên thế giới trong thế kỷ 20 và 21 đã gây nên trận sóng thần kinh hoàng, cướp đi mạng sống của gần 16.000 người, làm bị thương hơn 6.000 người và gần 4.000 người bị mất tích. Nhờ sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, trong đó có Việt Nam, những người dân ở vùng Đông Bắc Nhật Bản đã và đang cố gắng vượt qua những khó khăn và nỗ lực để mang đến sự hồi phục cho vùng Đông Bắc Nhật Bản một cách sớm nhất, và công cuộc phục hồi vẫn đang tiến hành. Cái trận động đất thì đã qua rồi, nhưng mà cái ý chí quật cường và cái tinh thần kỷ luật, tình thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau của người dân Nhật thì nó còn đồng lại mãi trong thì người dân Việt Nam cũng như là tôi nghĩ là cả nhân dân thế giới người ta cũng khâm phục. Cũng tại buổi trình chiếu phim tư liệu, khán giả đã được nghe bài thuyết trình của giáo sư Toru Takanarita, Đại học Sendai, Nhật Bản, về bài học từ trận đại địa chấn miền Đông Nhật Bản ngày 11 tháng 3. Và giáo sư Taro Igarashi Taro, Đại học Tokohu, Nhật Bản, về hậu 11 tháng 3, kiến trúc và đô thị. Những bài học có thể rút ra sau thảm họa kép là chúng ta vẫn luôn nói đến công nghệ, kỹ thuật, văn minh. Tuy nhiên, nếu đứng trước thiên tai thì những điều này không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta phải nhận thức được sự hủy diệt của thiên tai thật đáng sợ. Bài học thứ hai chính là sự phản ứng chậm chạp của các cơ quan chính quyền, các cấp trong việc ứng phó với thảm họa và công tác khôi phục lại nền kinh tế sau thảm họa. Và cuối cùng chính là tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau khi xảy ra thảm họa. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ về cả tinh thần và vật chất của bạn bè thế giới, và chúng tôi nhận thấy khi xảy ra thảm họa, chúng tôi không hề đơn độc.
Như các bạn đã biết, trận động đất xảy ra ở Nhật Bản cách đây một năm với cường độ lớn và gây ra những hậu quả nặng nề đối với cấu trúc của các công trình. Ở Nhật Bản, các nhà thiết kế luôn có những cải tiến kỹ thuật để làm sao xây dựng được các công trình chịu được sự ảnh hưởng của các trận động đất. Tuy nhiên, đối với sóng thần thì lại là câu chuyện khác. Hiện nay chưa có một công trình hay một cấu trúc nào có thể chống lại với sóng thần. Tuy nhiên, thì các nhà thiết kế vẫn đang cố gắng để tìm ra những giải pháp phù hợp để thay đổi trong các thiết kế cũng như vật liệu để xây dựng các công trình mới. Có thể nói, buổi chiếu phim và thuyết trình đã thực sự cung cấp những thông tin cập nhật đối với khán giả Việt Nam về tình hình hiện tại và sự khôi phục của những khu vực bị ảnh hưởng sau một năm thảm họa kép động đất sóng thần xảy ra. Và chúng ta càng khâm phục hơn những con người Nhật Bản với ý chí quật cường, sức sống mạnh mẽ, cùng nắm tay nhau với bạn bè quốc tế để vượt qua mọi khó khăn. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống đắc cử Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm về các vấn đề trong quan hệ song phương và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ đã chúc mừng ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga ngày 4 tháng 3 vừa qua. Nhà Trắng cho biết từ chuyên cơ không lực 1 đang trên đường tới bang Virginia, Tổng thống Obama đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng Putin chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Hai nhà lãnh đạo đã nêu bật những thành tựu đạt được trong quan hệ Mỹ-Nga 3 năm qua, trong đó có sự hợp tác về Afghanistan và Iran, việc hoàn tất và phê chuẩn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới và việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO trong thời gian gần đây. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ cũng như duy trì liên lạc cho đến khi có cuộc tiếp xúc trực tiếp. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nhấn mạnh Tổng thống Obama và Tổng thống đắc cử của Nga đã nhất trí rằng việc điều chỉnh quan hệ song phương vốn rất thành công cần được phát huy trong những năm tới. Hai nhà lãnh đạo đã khái quát các lĩnh vực hợp tác trong tương lai, trong đó có thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư, đồng thời cũng nhất trí tiếp tục thảo luận về các vấn đề còn bất đồng, gồm Syria và phòng thủ tên lửa. Tuyên bố cũng nhấn mạnh Tổng thống Obama trông đợi được đón tiếp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh G8 sẽ diễn ra trong các ngày 18 và 19 tháng 5 tới tại trại David, nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ ở bang Maryland. Trước đó, báo chí đã đặt ra những nghi ngờ xung quanh việc tại sao ông Obama phải chờ đến 5 ngày sau khi ông Putin chiến thắng mới chúc mừng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney nêu rõ, ông sẽ không phát ngôn điều gì về vấn đề này bởi lịch làm việc của cả hai nhà lãnh đạo đều bận rộn. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết phải mất một chút thời gian để sắp xếp cuộc gọi. Cùng với Mỹ, một số nước phương Tây khác cũng tỏ ra lạnh nhạt với việc ông Putin sắp trở lại Điện Kremlin. Thủ tướng Anh David Cameron hồi đầu tuần đã gọi điện nhưng không chúc mừng ông Putin. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, Catherine Ashton cũng có hành động tương tự. Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, cựu Tổng thống Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, ngày 10 tháng 3 đã đến thủ đô Damascus của Syria để thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài tại quốc gia Trung Đông này. Đón ông Kofi Annan tại sân bay là Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal al-Midad và đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập được đưa đến một khách sạn ở thủ đô Damascus trước khi có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad. Chuyến thăm của ông Annan diễn ra sau khi Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề cứu trợ, bà Valerie Amos có chuyến thăm quốc gia Trung Đông này và yêu cầu nhà chức trách nước này cho phép được thị sát một số khu vực để đánh giá tình trạng nhân đạo. Sau yêu cầu của bà Amos, chính phủ Syria đã nhất trí về một phái bộ đánh giá nhân đạo sơ bộ để tìm hiểu nhu cầu viện trợ của người dân sống tại các thành phố đang xảy ra chiến sự tại Syria. Dự kiến, ông Annan cũng sẽ gặp một số nhân vật đối lập của Syria. Trước đó hôm 8 tháng 3, phát biểu trước báo giới tại thủ đô Cairo của Ai Cập, ông Kofi Annan đã kêu gọi lực lượng đối lập tại Syria chấm dứt sự thù địch và những hành động bạo lực, cũng như hợp tác để đạt được một giải pháp đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Syria. Theo kế hoạch, ông Kofi Annan sẽ rời quốc gia đang chìm trong xung đột đẫm máu này ngày 11 tháng 3. Mỹ và Afghanistan đã ký thỏa thuận về việc chuyển giao nhà tù trung tâm Bagram của Mỹ cho chính quyền Afghanistan. Động thái này diễn ra ít ngày sau khi vụ bê bối đốt kinh Koran của người Hồi giáo tại nhà tù Bagram bị vỡ lở và Kabul cũng công bố báo cáo cho biết các tù nhân tại đây bị tra tấn, đánh đập và ngược đãi. Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Abdul Rahim Wadak và tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan tướng John Allen đã ký thỏa thuận chuyển giao nhà tù Bagram.
Việc chuyển giao nhà tù này là bước đi tiên phong trong kế hoạch từng bước chuyển giao toàn bộ các nhà tù ở Afghanistan do Mỹ quản lý cho chính quyền sở tại. Việc chuyển giao kiểm soát nhà tù Bagram cho chính quyền Afghanistan là một bước hết sức quan trọng trong việc thừa nhận chủ quyền của Afghanistan. Đây là một bước tiến trong đàm phán về Hiệp định Đối tác Chiến lược Song phương giữa Mỹ và Afghanistan. Đây cũng là minh chứng cho thấy tiến trình chuyển giao đang được tiến hành và cũng là minh chứng về nỗ lực của chúng tôi để đảm bảo Afghanistan không bao giờ lại trở thành nơi ẩn náu an toàn của các phần tử khủng bố quốc tế. Việc chuyển giao nhà tù Bagram sẽ hoàn tất trong vòng 6 tháng và phía Afghanistan sẽ bổ nhiệm một chỉ huy quân sự để quản lý nhà tù này. Người dân Afghanistan đã hoan nghênh việc chuyển giao nhà tù cho nhà chức trách địa phương quản lý. Tôi rất vui mừng và đánh giá cao quyết định chuyển giao các nhà tù do Mỹ quản lý cho nhà chức trách Afghanistan. Chúng tôi có thể tự hào về lực lượng cảnh sát và quân đội của mình. Họ có thể tự kiểm soát các nhà tù. Trước đó, chính phủ Afghanistan luôn khẳng định sẽ không ký hiệp định đối tác chiến lược với Washington trừ khi quân đội Mỹ chấm dứt các hoạt động không kích vào ban đêm, đồng thời được tiếp nhận quyền kiểm soát cơ sở vật chất của nhà tù Bagram, nơi giam giữ hàng trăm nghi can khủng bố Al-Qaeda và Taliban, và cũng là nơi xảy ra vụ bê bối đốt kinh Koran, làm dấy lên làn sóng biểu tình chống Mỹ khắp Afghanistan và Pakistan. Mỹ hiện đang hy vọng có thể ký được Hiệp định Đối tác Chiến lược với Afghanistan trước Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 5 tới tại Chicago. Ngay sau khi Athens đạt thỏa thuận với các chủ nợ tư nhân về việc hoán đổi trái phiếu để xóa khoảng 107 tỷ euro, tương đương với 140 tỷ đô la Mỹ nợ cho Hy Lạp, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's tuyên bố Hy Lạp đã bị vỡ nợ. Moody's ước tính tổng thiệt hại của các chủ nợ tham gia kế hoạch hoán đổi nợ có thể lên tới ít nhất 70% khoản đầu tư, tính theo giá trị tài sản ròng của khoản nợ. Theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm này, thỏa thuận hoán đổi nợ trên là một trao đổi giá rẻ, đồng nghĩa với một sự vỡ nợ. Đây thực chất là một hành động để giảm nhẹ nghĩa vụ tài chính của Hy Lạp, và nó có thể giúp nước này né tránh thanh toán nợ trong tương lai. Trước đó, Hy Lạp đã bị Moody's hạ xếp hạng tín dụng xuống mức C là mức thấp nhất. Do vậy, việc Moody's tuyên bố Athens vỡ nợ cũng không làm thay đổi mức xếp hạng tín dụng của nước này. Tuy nhiên, Moody's khẳng định vẫn tiếp tục theo dõi tác động của việc giảm nợ cũng như gói cứu trợ thứ hai dành cho Hy Lạp từ khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đối với tài chính công của nước này. Trong khi đó, tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch cũng đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp xuống mức vỡ nợ hạn chế sau khi đại đa số các chủ nợ tư nhân nhất trí tham gia một thỏa thuận hoán đổi trái phiếu với nước này. Trong một tuyên bố, Fitch cho biết đã hạ mức tín nhiệm vỡ nợ ngoại tệ và nội tệ dài hạn của Hy Lạp từ bậc C xuống mức vỡ nợ hạn chế sau khi Athens và các quan chức Eurozone xác nhận việc trao đổi trái phiếu của chính phủ Hy Lạp sẽ được thực thi. Ngay trước tuyên bố của Moody's, phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos nhấn mạnh rằng Hy Lạp cần trân trọng thời gian và cơ hội đang có. Chúng ta cần tiếp tục bước đi trên con đường khó khăn trước mắt. Chúng ta không có quyền lãng phí nguồn vốn tiết kiệm được, mà cần phải sử dụng nguồn vốn ấy nhằm hiện đại hóa hạ tầng cơ sở, củng cố sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, chính phủ Hy Lạp ngày 9 tháng 3 cho biết có tới 85,8% số nhà đầu tư nắm giữ số trái phiếu trị giá 177 tỷ euro, tương đương với 234 tỷ đô la Mỹ, đồng ý tham gia thỏa thuận hoán đổi trái phiếu. Athens khẳng định thỏa thuận với chủ nợ tư nhân này đã hội đủ sự ủng hộ và có thể thúc đẩy thực thi thỏa thuận này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.